Cà phê bị ngủ chưa? Hello, chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay là anh em mình sẽ đi lên núi để mà đi thăm bầy heo nha mọi người. Bây giờ mình đã đi tới người ta gọi là chân núi rồi mọi người. Nói chung là phía trước toàn là đèo không à. Nói chung là phải chinh phục tất cả đèo luôn. Mình thì đã tới trước ở đoạn này, mình chờ mấy anh em mình chưa tới mọi người. Đây. Mình chỉ chờ anh em mình tới nha mọi người. Bắt đầu đi nha mọi người. Giờ anh em mình đã tới cái trại đây rồi mọi người ơi. Anh em mình sẽ để xe đây rồi đi thăm bầy heo nha mọi người. Còn bốn anh em ở phía sau nữa. Đây là trại của mấy người dân ở trên này mọi người. Nên là mình sẽ để xe đây luôn rồi đi thăm bầy luôn. Hôm nay là mưa, trời nói chung là rất là gió mọi người, gió rất là gió luôn. Lũ đang bị mồ khóc luôn, lũ đang bị mồ trên. Tạp dịch ra thì bị doanh nè, nó giờ Trẻ mới chuột như này quá. Bị doanh bị đi thấu mà. Hột mê, ta nè ta nè tôm mê. Hoài ta nè rộp mình ta nè tôm mê nè. Tạp dịch cái nè tôm mê. Có để mà ngâm cho đấy ạ, chẳng như bà có ạ. Thằng ta lên này nhẹ măng lắm này. Bây giờ anh em mình đi tới nãy giờ là gần tới 12 giờ rồi mọi người. Giờ là đang nhóm lửa để mà nướng ăn cá này, mà ăn cơm nữa. Chúc chúc ở béo ơi, tội dạ nè mình. Chúc hết luôn đi đi. Đưa áp hà rục bò ra bì mò, chẳng hà rục bùng mà. Không rơi ra bằng những chất trầm. Cái này lấy mất rồi mà lấy. Nghe chơi ai clip thì mình ăn mà ấm chút, mà ấm cho quỳ thì mình ăn
Ấm ạ. Như kịt nè. Bò chắc cọp là hoài là chỗ không cọp bạc là cọp tên là sao chú ca nhỏ này mà nướng chi đúng vậy này bà xây nè thôi ăn cơm thôi ca đó mấy ca này nhỏ quá phải nướng. Đây, món cá đây. Đây, bậy nha. Nhà mình là cá này. Còn em buông máng này. Rồi, mời tất cả mọi con cơm nha. Hồi nãy cá này tính nướng này, mà giờ là bỏ cho ống tre nan này ăn bắt mình hai bên lại hai mình nó phu đu đun vậy đúng là bao đạp bị bưng lắng bưng lắng ăn thử đi. Vừa mới ăn cơm xong, giờ là anh em mình bắt đầu đi thăm bẫy nha mọi người. Hy vọng là sẽ may mắn. Giờ anh em mình chia nhau mỗi người mỗi hướng đi thăm bẫy mọi người à, mình đang đi thăm bẫy của mình thì mình gặp cái cháy rừng mọi người. Nói chung là cháy này là hồi xưa là nói chung là mấy người mà hay uống rượu á mà nó bị say rượu á hay lấy cái quả này để mà ăn do nó chua mọi người nên là nó có tác dụng giải rượu nha mọi người. À, giờ mình sẽ đi tới cái cháy đó rồi mình chặt cái cây đó để mà hai trái nó nha mọi người theo dõi mình chặt nha. Bạn nào biết tiếng phổ thông tiếng kinh gọi là trái gì thì comment cho mình biết nha mọi người nha. Đây này, đây đây trái đây mọi người này, đây là trái đó nha mọi người. Giờ mình chỉ đi xuống đó chặt nha. Trái đó tiếng phổ thông là gì mình cũng không biết nữa, nhưng mà tiếng của người đồng bào gọi là Poji. Nó rất là chua nha mọi người nên là nó có thể giải được rượu. Nói chung là mình ăn muối ớt thì cũng rất là ngon nữa. Đây là cái cây của nó này. Đây nha mọi người, cây nhỏ thôi. Cây này thì mình chặt bây giờ tí nữa nó mọc lại năm sau này lại có trái nhanh lắm mọi người. Đây rồi thì mình chặt nha, chặt rồi mình sẽ hay về nha mọi người. Trái này hồi xưa trong làng nhiều lắm nhưng mà bây giờ thì nó hiếm lắm mọi người, chỉ có ở rừng mới có thôi. Nói chung là trái này người ta cũng hái
để mà bán cho mọi người. Nói chung là già mới ớt thì ăn rất là ngon. Rồi đây, rồi giờ mình sẽ lên hái nha mọi người. Đây nè, chỗ này cũng có một cành này. Đây mọi người, nói chung là chua lắm. Chua lết. Này ăn phát là dậy rượu lên mọi người à. Đây. À, bạn mình cũng hái kìa mọi người. Không biết nữa. Quả này tiếng phổ thông thì mình không biết là tiếng gì đâu mọi người. Còn đồng bào gọi là po gì. Mình hái cả một bì rất là lớn này. À, mai mốt về nhà mình sẽ review ăn quả này cho mọi người xem nha. Mình giả mưa ớt xong rồi, mình lấy cái trái này, mình bỏ vào mưa ớt mình giả chung, hoặc là giả với đu đủ. Nói chung là ăn cái này ai mà đang say rượu ăn phát tỉnh luôn á. Đây là trái bò gì. Rồi giờ là mình sẽ cất cái này vào ba lô tiếp tục đi thăm bẫy nha mọi người. Dọc cái mấy cái suối nhỏ này mọi người này, nói chung là đây này vết bẫy của mấy con gà rừng này, hay là con gì để không biết, rất là nhiều là mọi người này. Nào, bò này. Đây mọi người này. Đây này. Nó bấy rất là nhiều luôn. Đây mà anh em mình sang tuần là anh em sẽ bấy trồn ý bày luôn mọi người. Giờ như bạn thấy không? Cái bẫy heo này thì bị mấy con gà rừng, con chim nó bới bới mọi người, nên là phải sửa lại, giờ nó lộ hết dây rồi. Trời ơi, mọi người này, nó bới này, như gì luôn. Lại đang coi chấp chấp thế này. Anh em mình đi nãy giờ thì nói chung là không thấy dấu vết con heo được mọi người ơi. Không biết là nó đi khu nào rồi. Giờ anh em đi là chủ yếu là đi sửa, sửa lại mấy cái bẫy mọi người. Nó mới có lộ dây cáp lên là anh em mình sửa mọi người. Mà mình được cặp kia chứ đó. Bây giờ là mình theo ông này đi thăm bẫy chồn nha mọi người. Lúc trước ông có đặt mấy cái. Bị cháy rồi. Cái bẫy chồn nó bị cháy rồi. Một tương. Cho hơn. Bên này bị cháy luôn mọi người ơi. Cái cặp này bẫy sao mà cháy miết này. Đây bị cháy luôn này. Nhá không ta bịch cũng rất cô này. Cháy hết hai cái bẫy chuồn mọi người. Bên này ông bảo dính con chim gì mọi người. Ôi, mình đi coi nha. Gì vậy? À đù. Ồ, lành tới nhà rồi. Để nhìn nó. Đây, chim rất là đẹp luôn. Ồ, dính chim bồ trao. Cái con này thì chắc mình sẽ đem về nuôi mọi người. Nói chung là nó bị thương rất là nhẹ thôi. À, nó vừa mới dính thôi mọi người. Giờ đặt lại rồi tiếp tục đi thăm bẫy nha mọi người.
Cái đây thì mình nhìn đã bật rồi mọi người ơi. Rồi dính dính rồi mọi người. Đây này. Đây, dính được một con sóc. Con sóc. Hả? Sao cái răng? Đây. Để bụng em sóc nha mọi người. Ông kia vừa gọi bảo là dính con gì rồi mọi người. Ba. Check it out. Rồi đây. Tiếc quá mọi người ơi. Đây này. Nói chung là chuồng bạc mái nha mọi người. Nó đã bị chết rồi. Chắc dính từ 4-5 hôm rồi mọi người. Nó bị con giòi nó ăn mọi người. Đồ, tiếc kê luôn ạ. Rồi, giờ mình tiếp tục đi thăm bầy heo nha mọi người. Thăm chết rồi. Cầm hồ nữa. Anh. Mấy cặp rau nè. Ừ. À giờ là mình tranh thủ nhóm lửa mọi người ơi, để mà thui cái con sóc mình vừa mới dính mọi người. Đây này, đây mình sẽ thui con sóc đây nha mọi người nha. Nếu mình mang tới nhà mình sợ nó bị hư mọi người, nó có mùi ấy, nên là thui trước thế này là nó sẽ không có mùi nha mọi người. Anh em mình hồi nãy là chỗ đó là vừa dính cái con chồn mọi người, nhưng mà nó bị mấy con giòi ăn mọi người, do là nhà mình chưa thăm 4-5 ngày rồi á, kiểu như là thăm cùng với bầy heo nên là thăm hơi muộn một xíu mọi người. Rồi giờ mình sẽ thui nha. Tối nay được một bữa ngon rồi. Đây, thui xong thế này là mang về chỉ việc chế biến thôi. À giờ một mình vào trong này để thăm bẫy của mình nha mọi người. Anh em mình đang thăm khu bên kia. Mới chỗ này là mình bẫy heo mọi người. Đây vẫn còn nguyên mọi người. Mình sửa lại. Trước đây còn có một cái bẫy của mình nha. Ừ, mọi người ơi, mình không may rồi mọi người ơi. Mọi người xem này, đây là chân con heo này nó đi này. Chỗ cái bẫy mình ngay chỗ này mọi người này. Đây này. Đây. Đây là cái sắt để mà bật lửa, sau là mình đặt cái dây thòng lọng ngay đây này. Nó bước ngay chỗ này luôn này. Đù. Mọi người xem này. Đấy, đây là hai cái mông của nó này, cắm xuống đây này. Đù, xin nó là cái 7L mọi người ạ. Đù. May mắn một xíu là mình bắt được nó rồi mọi người, con heo rất là to luôn đấy. Bước ngay gần 7 của mình luôn. Bây giờ mình ra bên kia nữa, còn mấy cái bẫy nữa thôi, không biết là hôm nay là có dính được con heo nữa không nữa. À, rồi anh em mình đã thăm bẫy xong hết rồi nha mọi người. Nói chung là hôm nay là một ngày cũng không may mắn đâu mọi người ơi. À, hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo của mình đi thăm bẫy nha mọi người. Tuần sau là anh em mình sẽ đi ngủ núi để mà đặt bẫy chuồn nha mọi người. Mọi người nhớ theo dõi nha.